Vâng, xin chào các bác và tất cả anh em đã quay trở lại Hero. Tiếp tục trong ngày hôm nay thì em vừa về được một lô đẩy liền vang D68S các bác nhá. Một mẫu đẩy liền vang đang được các bác khách hàng quan tâm rất là nhiều trong thời gian vừa qua, đúng không ạ? Đấy, ở đây thì có hơn chục cặp ở đây các bác nhé. Hơn chục chiếc ở đây. Một mẫu đẩy liền vang đang được các bác đánh giá tích cực rất là nhiều trong thời gian vừa qua. Em về cả số lượng bản màu đen và bản màu gold các bác nhé. Cả bản màu đen, cả bản màu gold này. Bản màu gold thì bên ngoài vỏ thùng của nó sẽ ghi là màu đen D68S bản màu gold các bác nhé. Đấy, D68S bản gold đây. Và bản màu đen thì sẽ là black này. Bản màu đen sẽ là black đúng không ạ? Đấy, sẽ về thêm phục vụ các bác trong cái dịp Tết Nguyên đán năm nay. Đấy, và thay mặt Lâm Huy thì cảm ơn tất cả các bác khách hàng rất là nhiều trong thời gian vừa qua đã tin tưởng và ủng hộ Lâm Huy. Và đặc biệt là cái dòng sản phẩm đẩy liền vang này thì đã được tích hợp đầy đủ những tính năng hiện đại bên trong rồi. Đấy, các bác chơi cái dòng này thì các bác hát karaoke rất là hay các bác nhé. Ở trong hú rít này, đấy, cũng như là đầu giải mã và vang nhại tốt của cái này khá là ok rồi đúng không ạ? Ok thì nhân tiện trong video ngày hôm nay thì em sẽ tiến hành test hàng cho anh Châu Minh Đức ở Đồng Tháp. Đó chính là một con đẩy vang D68S bản màu gold. Để nhân tiện trong ngày hôm nay thì em xin test hàng cho anh Đức luôn đúng không ạ? Đấy, và thay mặt Lâm Huy thì cảm ơn Đức rất là nhiều đã tin tưởng và ủng hộ Lâm Huy. Ok thì anh em vừa set up xong đúng không ạ? Anh em vừa mang vào đập hộp để set up gửi hàng đi cho anh Đức rồi. Ok thì ở đây vẫn còn đẩy liền vang các bác nhé. Bên em về số lượng rất là nhiều. Đấy, để bên ngoài và để bên trong. Hơn chục chiếc các bác nhé. Hơn chục chiếc đẩy liền vang. Đấy, các bác nào đang quan tâm thì các bác liên hệ trực tiếp qua bên Nam Huy để bên Nam Huy tư vấn và đặt hàng các bác nhé. Ok thì bắt đầu tiến hành sơ qua một chút về hình thức của con đẩy liền vang D68F bản gold các bác nhé. Anh em vừa mở vỏ thùng ra này. Đấy, bên trong đúng không ạ? Bên trong thì không có gì thay đổi rồi. Sẽ là một dây nguồn của đẩy liền vang này. Và một quyển hướng dẫn sử dụng dành cho những bác nào mà chưa biết sử dụng các bác nhé. Các bác có thể tham khảo qua quyển hướng dẫn sử dụng này đúng không ạ? Đấy, đầy đủ đây các bác có thể tham khảo qua. Ok, về hình thức của con này thì sẽ là bản màu gold thôi đúng không ạ? Model D68S này. Con này thì là con này là hàng chính hãng, nhập khẩu chính hãng đến từ Taiwan các bác nhé. Và làm hoàn toàn theo công nghệ của Mỹ đúng không ạ? Được tích hợp volume tổng của mic ở đây. Đấy, và echo reverb này. Và volume tổng của music bên này các bác nhé. Và tích hợp một cái màn hình hiển thị thông số đây rất là đẹp này. Đấy, một màn hình hiển thị thông số đây rất là đẹp. Và những cái gợn sóng nhấp nhô lên các bác nhé. Những gợn sóng nhấp nhô lên khi các bác bật tín hiệu âm thanh vào đúng không ạ? Nên rất là đẹp này. Các bác nhìn có thể các bác nhà mình chơi bằng gỗ này. Ở nhà gỗ đúng không ạ? Mà thích đẹp, thích những màu vàng như thế này thì các bác có thể tham khảo qua con đẩy liền vang như thế này. Các bác có thể trưng bày được mà các bác chơi nghe nhạc rất là hay các bác nhé. Ok thì con này có chế độ lau lướt này. Đấy, trợ lời cho các bác nào mà mới tập hát karaoke các bác nhé. Thì bác có thể bật lau nước lên. Đấy, trợ lời và tiếng nhạc cho mình rất là nhẹ luôn. Input này thì các bác có thể chuyển chế độ đồ vào. Ví dụ như USB, cổng quang, Bluetooth AUX1, AUX2 đúng không? Tùy thuộc vào chế độ các bác thích chơi. Hiện tại thì em đang chơi AUX1 coi nhé. Đấy, dạo này gần đây thì bên em đang nói rất là nhiều nên là giọng hơi mất một chút, các bác thông cảm nhé. Dưới cái dòng kẻ chỉ đây thì sẽ là công tắc bật mở nguồn này. Đấy, các bác có thể chỉnh tôi biết hai cạnh vào delay, repeat, bass trung check này, echo fix này. Đấy, đúng không ạ? Và jack cắm mic cả trước cả sau. Và chỉnh mic tone này. Chỉnh music control. Đấy, đầy đủ những chế độ đây các bác có thể chỉnh bằng tôi biết hai cạnh các bác nhé. Đấy, logo của EB này. Model là D68S bản màu gold. Và hiện tại thì với bản đẩy liền vang D68S này thì em đang trợ giá chỉ còn có 8 triệu 900 nghìn đồng thôi các bác nhé. Đấy, chênh hơn bản màu đen một chút thôi. Đấy, có vài trăm nghìn thôi các bác nhé. Đấy, thì tuy nhiên hai bản này không khác gì nhau mấy đâu. Đấy, chất lượng thanh thì vẫn như nhau thôi. Đấy, chất lượng vẫn như nhau các bác nhé. Khác là về hình thức thôi. Các về hình thức bên bên ngoài của nó này. Đấy, bên ngoài thì bản màu vàng nhìn rất là đẹp rồi, rất là sang trọng rồi nhé. Ok thì không dài dòng nữa thì mời các bác cùng cảm nhận qua chất âm về dòng đẩy liền vang này. Chất lượng xử lý âm thanh của con này đưa ra rất hay các bác nhé. Ok tiến hành test qua chất âm các bác nhé. Chúc cô già được sống lâu sống thọ, cùng con cháu sang đường lại đón Tết xa.
Ok, vừa rồi các bác được cảm nhận qua chất lượng xử lý âm thanh của con đẩy liền vang D68S rồi các bác nhá. Đấy, con này thì chất lượng thanh đưa ra rất là hay, rất là trong đúng không ạ, rất là ngọt. Đấy, con này thì chất lượng vang nhại của nó cực kỳ tốt các bác nhá. Đấy, các bác đã từng chơi sử dụng qua những dòng sản phẩm đẩy liền vang như thế này rồi. Đấy, thì các bác đã biết về chất lượng rồi đúng không ạ. Đấy, các bác là đang quan tâm về cái dòng sản phẩm đẩy liền vang như thế này thì các bác có thể đến trực tiếp qua số điện thoại 0976 366 855 để bên tư vấn bạn hàng con nhé. Bây giờ thì bên xin kết thúc video đây để đóng hàng gửi đi cho anh Hùng các bác nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.